Mọi người, hôm nay channel Hoàng Ngọc Ngô xin trở lại với quý vị. Hôm nay Hoàng có chương trình là Hoàng có đi chợ mua con lobster bự lắm mọi người. Trời ơi, lần đầu tiên Hoàng ăn con lobster bự, ôi là bự luôn. Và hai con cua rất là bự nha, còn sống tươi nha mọi người. Đó, hai con cua bự lắm. Ôi, nó kẹp quá. Ôi, bự lắm mọi người. Nè, mọi người thấy không? Rất là bự nè. Đây nó kẹp nha. Đó, trời ơi còn sống mà, cho nên là Hòa rất là cẩn thận, tại vì nó kẹp một cái là khóc luôn đó nha. Đó, bự lắm mọi người, thì Hòa mua về á còn sống tươi. Thì cua này á là Hòa lựa con bự nhất, tại vì Hòa thích ăn mấy con bự lắm nè mọi người thấy không? Đó. Nó móc móc móc. Đây, đó, rồi hả, còn con cua này thì cũng bự dữ lắm nè mọi người. Yeah, đó, và có mua hai con cua và một con lobster đó để và thích ăn hấp lên đó để gia đình cùng ăn đó, thấy không? Đó, còn con lobster nha, bự lắm nè mọi người. Và muốn con mua con bự hơn nữa, nhưng mà còn muốn mua con bự hơn nữa. Nó còn sống á. Ừ, nhưng mà nó đâu có kẹp, tự gì buộc lại rồi. Con lobster này dễ thương lắm đó. Đó mọi người thấy không, thấy rõ không đó, mọi người thấy rõ hết không? Nè đó, đó, trời ơi, móc tới móc lui nè mọi người thấy không nè, cái thân nó thẳng băng mọi người thấy không? Bự lắm mọi người thấy không? Bây giờ mình muốn luộc cho mình xử liền. Hai cái càng của nó bự lắm mọi người, hai cái càng nó nặng lắm đó, nhưng mà cái thân hình của nó giống giống mấy con mà tôm đất mà của Hòa ăn ghê ha. Nè thấy không, thân hình y chang, nhưng mà không, cái là nó bự và nó dài, nó nặng lắm mọi người đó. Này nó nặng lắm đó, cái này hả Hòa sẽ luộc ha, và ở trên đầu của nó là bổ dữ lắm đó. Ok, bây giờ Hòa luộc cho mọi người nha. Ê. Rồi mời hai đứa ra chơi lắc bầu cua nha, vô lấy tiền đi. Okay. Yeah. Mời vô nha, hôm nay này sòng bài bầu cua nha, mời bà con vô xem nha. Mời rồi. Mời phần tí hên xì đặt nha. Okay, đặt vô đi. Tí đặt nhiều lên đi con. Đặt nhiều vô, gì trúng nhiều gì nha. Hên xì đặt nhiều đi. Tí đặt nhiều đi tí. Tí đặt nhiều đi tí thôi. Một dán thôi trúng lớn. Đặt nhiều đi. Ừ. Nhiều đi, một dán. Đó, rồi. Mày vô đi, không được dán thứ hai đâu nha. Rồi tí đặt nữa đi con. Trời, đặt có mấy đồng rồi sao mà trúng được. Vô đi mày, vô kệ đi, đặt nhiều trúng nhiều, đặt ít trúng đất. Không. Rồi tí đặt nữa đi tí. Không đặt nữa đi. Ừ. Rồi. Dán thôi nha. Đặt đi anh vậy. Trời đất ơi, tí chết rồi, trúng nhiều, đặt nhiều trúng nhiều. Rồi, xong chưa? Cũng khô mà. Rồi dỡ lên, mời mẹ dỡ lên. Rồi, không đụng vô nha. Ok, bây giờ mẹ ấy nè. 1, 2, 3. Yeah. Hai con cua, một con tôm nha. Hai con cua và một con lobster, một con tôm. Hai con cua, một con tôm rồi. Ai trúng? Con trúng rồi ta. Con trúng được nhiêu đâu, nhiêu? Hai cái. Trời ơi, rồi kiểu này là phải double luôn rồi. Rồi em lấy trái bầu kìa, ăn trái bầu. Ăn trái bầu cái chứ nha. Rồi bây giờ 12. Ăn con nai kìa. Ăn con nai luôn. Trời ơi, hen xì, con đặt nhiều trúng nhiều mà. Mẹ cho con cái dài mới đâm vậy. Dạ. À, 20 đồng luôn. Hai đồng nữa. Rồi 2 đồng nữa hả? Rồi, được trúng luôn, yeah. Rồi. Rồi bây giờ kết thúc dọn hàng từ đây. Bây giờ chúng mới là hàng luôn. Rồi sao không một dán nữa, mình chơi con dán à. Đó, à, còn mình đụng vô cái nó quật lại. Bây giờ mình bỏ con lobster này vô trong đây nha mọi người. Trong đây thì cua. Nước thì có nước dừa sẵn rồi. Mình bỏ vô khoảng 3 chai nước dừa, mình mua nước dừa ngọt đó mọi người. Mình bỏ vô khoảng 3 chai nước rồi, bây giờ mình sẽ bỏ con lobster này vô đây.
và mình hấp tôm lóc, tôm nước dừa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Yeah, bật lửa lên cho sôi nha. Rồi bên đây thì mình có trụng trụng nấm đó, trụng nấm sôi lên rồi. Lát nữa mình sẽ bỏ mì gói vào để mình ăn mì gói nha mọi người, cho nó hấp dẫn. Mọi người ơi, bây giờ mình bỏ cua vô nha mọi người. Cua bự quá trời bự luôn. Cua bự quá trời bự luôn mọi người. Đó, bây giờ đó, đã ghê không? Đó, bây giờ mình để nắp lại thôi. Rồi, bây giờ cái này sôi nè mọi người. Đó, cái này sôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra, mình sẽ cắt ra mì gói và mình sẽ bỏ vô. Sao với mì gói, mình thích ăn mì gói của mama á mọi người. Mì gói của mama nè, mì gói mama đó, mama với lại lẩu Thái nha mọi người. Sợi của nó rất là dai và ngon. Nói mình cắt mình bỏ vô, dai ngon đặc đáo. Ôi đó, xô quá mọi người ơi. Để mình coi coi con lúc tờ này chín chưa ta. Để mình lật cái con lúc tờ này qua nha. Để coi nó chín chưa. Cái đám máu tuyết của con lúc tờ ra đó. Rồi, ui lát hơi ăn béo vô lắm nè mọi người, nặng quá mình không thể nào kéo được luôn á. Mình nghĩ là chín rồi đó han ha, han mình nghĩ là chín rồi đó. Tại vì nè con máu tuyết nó ra nè. Ừ, chín thấy không? Thấy không, con máu tuyết nó ra nè. Đó, đã kìa chưa. Đó, em thấy là chín rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra tôm nha mọi người, ăn chung với lại mì gói tôm nè mọi người ơi. Đó, ra này mình rửa sạch rồi mọi người, mấy nước rồi đó. Bây giờ ha, mình chỉ bỏ vào và mình ăn chung với tôm thôi nha mọi người. Đó, ra này nè, thấy tươi ngon không? Xà lách son. Đó, mà mình thích cái cọng bự này lắm mọi người. Ok. Mọi người ơi, mọi người thấy không? Đó. Một con tôm hùm. Quá ngon luôn mọi người. Thì trong cái phần mà quà nấu thì sẽ có nấm nè, ớt chuông nè. Đó, ăn kèm với tôm hùm đó. Xà lách xong nha mọi người, xà lách nè, xà lách bự nè. Đó, để ăn cho đỡ ngán. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức mì gói với lại tôm thôi. Mọi người ơi, đây là tôm mì gói nóng hổi đây. Mọi người thấy rõ không? Đây. Bây giờ mình sẽ ăn mì gói nha. Mì gói nóng quá mọi người. Ngon quá. Nóng, dai. Bởi vì sợi nó nhỏ mà dai ngon. Mình sẽ ăn kèm với lại xà lách xong nha mọi người. Xà lách xong nó làm cho cơ thể mình mát. Xà lách xong mình ăn sống á, cái này mì gói á, nó rất là ngọt. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình ăn tới cái con tôm này nha. Tại vì sao mình kêu là mì tôm? Đó, mọi người thấy không? Cái con tôm nó bự chà bá luôn nè, mọi người thấy rõ không? Đó. Bây giờ mình ăn mì tôm thì mình phải
Hồi đó vợ hả, Hòa nghe người ta nói là mì tôm hảo hạng đây, mà chưa bao giờ thấy con tôm bự giờ bá ăn chung với mì tôm. Bây giờ hôm nay Hòa sẽ ăn thử mì tôm đó chung với lại nước tương ớt. Hòa thích nước tương ớt chinh su lắm, cay lắm, mọi người thấy rõ không? Văn tầm lâm quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bóc đó, thấy rõ mọi người. Bây giờ mình sẽ bóc cái đầu ra trước nha, cho nó dài 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 dài. Ôi mọi người thấy không? Ui gặp đã mà mọi người. Wow, mọi người thấy không? Đó, hôm nay nước của nó có gạch này nè. Đó, cái này ngon quá mọi người ơi. Oh yeah, thơm không à? Gạch nè. Béo quá. Mọi người nhìn nè, cho mày. Có ăn trứng. Trứng đó. Ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ bóc cái đầu ra. Quá đã luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt. Mình cắt hai bên nha mọi người. Nó bự quá. Con tôm này nó bự quá. Rồi ăn đã luôn mọi người. Mình cắt cái bụng đó người thấy không? Bây giờ mình lột ra. Quá ngon luôn. Người ta nói là cái con tôm này là mọi người ăn với lại mì gói là số 1 luôn. Mì gói đã ngon rồi mà còn ăn với tôm này dai dai ngon ngon nữa. Cái tôm này nè rất là tốt. Người ta nói cái tôm này á là tốt cho sức khỏe lắm, tại vì nó có vào dồi chất dinh dưỡng lắm, nhiều chất dinh dưỡng thì tốt cho những người mà tim mạch đó mọi người, rất là tốt nha. Ăn cái này nè cho tim mạch rất là tốt, và tốt cho những người mà nó có chất omega, nó có chất omega 3 đó mọi người đó. Cho nên là cái này bởi vì tôm này á, là gọi là thượng hạng. Tại vì nó có những người mà ăn tôm này là ghiền luôn mọi người, không có một người nào chơi hết á. Tại vì nó thứ nhất là nó đắt đỏ đó, thứ hai là nó dai và cái lành tính, cái ngọt của nó là một chất ngọt lành tính. Bây giờ mình thử cho mọi người nha. Đó, mình lấy mình cắt ra cái đuôi, lấy hết luôn là tới cái đuôi luôn mọi người. Tại vì cái chất ngọt trong cái con tôm này là chất ngọt lành tính, và nó ngọt lành lắm, nó không có dạng như là quá ngọt đó, mà nó lại tốt cho cơ thể, nhất là cho người lớn tuổi hoặc là cho nít, rất là bổ mọi người. Đó, mình thấy là cái đuôi luôn đó. Wow, dai ngon quá mọi người ơi. Đó, mình ăn cái là thấy à, phê liền. Bây giờ mình chấm vô đây nha mọi người. Ngon quá mọi người. À, ăn á mình thấy nó dai nó ngọt ha, mà chấm với tương ớt nữa, trời ơi chua chua cay cay. Rất là hấp dẫn và ngon tuyệt vời. Tuyệt vời quá mọi người. Ngon quá. Trời ơi, bên trong á có gạch nữa mọi người. Đã quá. Mọi người thấy không? Béo, trời ơi béo ghê luôn á. Này nè, béo kinh khủng luôn. Mình mới biết luôn á mọi người, ở trong cái thân á mà có gạch nè mọi người, đó mình xé thân lên nè. Trời ơi, đã.
Đã gì đâu á, ngon quá, béo quá. Ăn cái này coi như là vừa bổ mà hả, vừa nhức nhối luôn á mọi người. Béo mà ngon nữa. Mọi người cứ về mua về ăn thử, nấu lên thưởng thức với mình nè, ăn chung với lại flat đó. Ăn là ngon. Mình mua con này á là khoảng 70 đô. 70 đô á là khoảng có triệu rưỡi mấy à, triệu rưỡi á, thì Việt Nam á mọi người. Ngon á. Ây da, sao mà thấy nhức quá rồi ta. Thấy nhức túi quá à. Rồi ăn cái con này á hả, nó bổ mà hả, nó mắc tiền nữa. Mình thấy nhức túi chứ sợ hả, nãy giờ túi mình nhức đau nhức. Mình thấy nhức túi mà không biết ông xã mình thấy nhức túi hay không. Ngon quá. Mình mới ăn kèm vô nhá, với ớt chuông thôi gỡ ngán. Tại vì đâu nó dai mà nó béo quá. Cho nên là muốn ăn kèm vô. Trời ơi, mọi người thấy cái sốt thịt không? Trời ơi, đã gì đâu, dai. Đó, thấy cái độ tươi của nó không? Tại vì nó tươi quá đó mọi người. Thôi ăn ra. Rồi mình ăn mì gói ra. Quá ngon. Rồi mình ăn cái nấm vô nha mọi người. Rồi như thế này á, là mình ăn nấm vô. Rồi dưới này mình luộc cái này nấm. Đó, nấm nè. Ngon quá, nấm già. Chấm mấy tương ớt mọi người. Đó, ăn nấm này vô. Mọi người mua, nhớ mua về á, rồi dùng thử với mình nha. Ăn cũng lại sở thơ với mì gói ở đây nha. Con tôm hùm ngon quá. Đầu tiên mình mới ăn mì gói tôm nghe người ta nói hoài, người rất tâm. Cắn ra quá, thật ngậy dai mặn ngọt. Hả tôi đúng à, nhất của các loại tôm là tôm này. Ngon quá. Tôm này ở Mỹ á, người ta đánh bắt ở Alaska mọi người, xứ lạnh đó. Bé con là bự, đã nói con là bự, không sống lâu, tuốt dưới biển, toàn đánh mất rồi, cảm quá. Trời ơi, vàng.
ớt chuông bự mọi người. Ăn ớt chuông bự á. Ớt chuông bự ngon. Ăn ớt chuông bự á. Chung này tên mày cũng ngon á. Ăn hết con tôm không? Mày thấy ở miếng tôm không? Lát chung nó ngọt rồi. Mà còn ăn tôm ngọt không? Dai không? Mọi người nhớ không? Đăng ký tên, đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video mới kế tiếp nha mọi người. Ngon quá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh nha. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người đi mua tôm về thưởng thức giống như quà đây.